là một trong những điểm đến ưa thích của du khách trong và ngoài nước. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2017 đến nay, các tỉnh Tây Nguyên đã thu hút trên 1.881 triệu lượt khách, đạt mức doanh thu trên 2.906 tỷ đồng và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2016. Cùng với sự tăng trưởng này, nhiều địa điểm lưu trú mới tại địa phương cũng đi vào hoạt động. Tại Đắk Nông, một trong những tỉnh đang trong quá trình đầu tư phát triển du lịch cũng đã có sự gia tăng điểm lưu trú. Để phục vụ cho sự phát triển của ngành du lịch địa phương, mới đây thêm một khách sạn 2 sao nằm ngay thị xã Gia Nghĩa, trung tâm hành chính của tỉnh Đắk Nông đã được khai trương. Khách sạn Sài Gòn Đắk Nông nằm trên tuyến đường được đánh giá là đẹp nhất thị xã Gia Nghĩa với hàng cọ xanh mát. Với tổng số 35 phòng nghỉ, khách sạn được thiết kế theo phong cách hiện đại, trang bị đầy đủ tiện nghi cần thiết. Hầu hết các phòng nghỉ của khách sạn đều có ban công. Từ đây, du khách có thể ngắm đường phố Gia Nghĩa hoặc phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ của phố núi này. Ngoài dịch vụ lưu trú, tại tầng bãi của khách sạn, nhà hàng ẩm thực được thiết kế theo hướng mở, giúp thực khách vừa thưởng thức nhiều món ăn đặc sản địa phương, vừa ngắm cảnh thiên nhiên Gia Nghĩa. Tây Nguyên đang ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong và ngoài nước, không chỉ bởi danh lam thắng cảnh đẹp, đặc sản đa dạng phong phú và người dân hiếu khách, mà còn bởi chất lượng hạ tầng cơ sở, dịch vụ lưu trú đang được nâng cao từng ngày.